Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một đơn thuốc của một bệnh nhân bị tăng huyết áp vô can có kèm theo bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ. Thì hy vọng qua video này các bạn có thể hiểu được một số cập nhật về điều trị thực hành thuốc trên lâm sàng đối với bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ. Bệnh nhân sinh năm 1958 đang sử dụng nifedipine cấp thấp kéo dài lớn hơn 5 năm và đang được kiểm soát bởi nifedipine. Thì khi được bác sĩ chẩn đoán và điều trị, bác sĩ kê một đơn thuốc như sau là nebivolol, indapamide, và sắc tăng nitroglycerin và clopidogrel. Để làm, và đây là cái bảng tổng hợp lại để dự phòng các cái biến cố tim mạch dựa trên yếu tố nguy cơ thế nào: hút thuốc lá, chế độ ăn, hoạt động thể lực, duy trì cân, các yếu tố nguy cơ đương nhiên chúng ta đã biết rồi. Thế thì đấy là cái nhóm mà thay đổi lối sống mà để cải thiện tiên lượng. Bên cạnh đó thì cải thiện tiên lượng còn liên quan đến cái gì ạ? Statin chúng ta đã nói rồi, aspirin tí nữa chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích dựa trên các bằng chứng mới, ức chế men chuyển, ức chế tụ thể, đấy là những thứ để thay đổi về mặt tiên lượng. Và nếu như bệnh nhân suy tim, chúng ta có thêm chạy beta giao cảm. Đây là những thông tin mới. Năm 2019 thì nó đưa ra hai cái thử nghiệm mới là thử nghiệm Arrival, đánh giá cái câu chuyện là gì ạ, là hiệu quả của aspirin trong dự phòng tiên phát những bệnh nhân nguy cơ tim mạch trung bình. Người ta thấy là gì, aspirin không làm giảm các biến cố tim mạch nhưng làm tăng chảy máu dạ dày. Đối với cả những người đái tháo đường, có thể dự phòng hiệu quả nhưng tăng chảy máu. Và vì thế, nếu chúng ta xếp lịch sử aspirin trên một cái bảng từ mấy chục năm nay, từ cái quan điểm aspirin là một thuốc bắt buộc cho mạch vành, đến năm 2019, người ta thấy là gì? Again, tức là chống lại việc dùng aspirin một cách thường quy ở những bệnh nhân dự phòng tiên phát. Vì thế, bệnh mạch vành bây giờ là gì? Là thay đổi lối sống, là statin, là kiểm soát huyết áp, chứ không phải là aspirin. Đấy là quan điểm 2019. Còn tất nhiên, bạn tính toán xa sẽ tìm đến một cái group rất là nhỏ được hưởng lợi. Nhưng mà nếu chúng ta tính toán các câu chuyện khác liên quan đến việc chảy máu, chưa chắc chúng đã dùng chuyện đó. Thành ra là năm 2019 chúng ta sẽ thấy là người ta không dùng aspirin để dự phòng những bệnh nhân trên 70 tuổi, bởi vì chuyện đó có thể gây chảy máu. Thậm chí là đối với nhóm 40-70 tuổi, nó bắt đầu tụt xuống một cái class khác. Đấy là duy trì câu chuyện dự phòng tiên phát. Còn ngược lại, nếu bệnh nhân đã có biến cố mạch vành, đã có stent mạch vành rồi thì sao ạ? Thì lại bắt buộc phải có gì? Bắt buộc phải có kháng nâng cấp tiểu cầu. Đấy, thành ra là chưa có biến cố và có biến cố nó khác ở chi tiết đấy. Và nếu có biến cố rồi, lúc đó chúng ta phải kháng tiểu cầu. Và lúc đó là câu chuyện là kháng đơn hay là kháng kép rồi nó chảy máu hay là ra sao. Thì cái quan điểm bây giờ cũng ủng hộ cho câu chuyện là gì ạ? Rút ngắn thời gian kháng tiểu cầu kép nhưng duy trì một loại kháng tiểu cầu đơn kéo dài để dự phòng ở những bệnh nhân đã có biến cố tim mạch, đã có nhồi máu cơ tim. Cái món thứ hai là ức chế men chuyển, ức chế tụ thể. Đây là các cái dữ kiện do chúng ta nhìn thấy. Nếu dùng các thuốc ức chế men chuyển, ức chế tụ thể, nó có thể dự phòng được các biến cố tử vong do tim mạch nói chung và không có gì khác biệt lắm giữa ức chế men chuyển, ức chế tụ thể. Nhưng nếu câu chuyện là gì ạ, là để dự phòng biến cố mạch vành thì ức chế men chuyển tốt hơn. Vì sao lại như vậy? Bởi vì là ức chế men chuyển làm gia tăng bradykinin. Bradykinin gây ho là cái nhược điểm làm cho bệnh nhân không muốn dùng thuốc. Nhưng chính bradykinin lại là giãn mạch vành, làm giảm chống đông mạch vành và làm giảm biến cố mạch vành. Vì thế nếu mà chúng ta cần phải dùng thuốc ức chế men chuyển hay ức chế tụ thể mà muốn nhằm vào cái đích là để làm giảm mạch vành thì ức chế men chuyển làm sao ạ? Nó sẽ ưu thế hơn ức chế tụ thể. Còn đương nhiên nếu mà người ta ho quá không chịu được, đấy là câu chuyện chất lượng sống, lại là câu chuyện khác. Còn nếu để nhằm vào mục đích biến cố mạch vành, chúng ta phải như vậy. Tương tự như thế, đối với cả câu chuyện chạy beta, trước đây chạy beta là một thứ gì đó bắt buộc phải cho bệnh nhân mạch vành, nhưng thực ra không phải. Đối với cả bệnh mạch vành ổn định thì chỉ khi nào bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim, chỉ khi nào có suy tim thì lúc đó chạy beta mới thực sự có tác dụng là thay đổi tiên lượng. Còn nếu không, chạy beta chỉ là một thuốc gì ạ? Làm giảm triệu chứng đau ngực. Đấy, thế thành ra là bạn sẽ thấy là có những thứ thuốc mà nó cái đơn thuốc ngày xưa của mạch vành là gì? Aspirin là chạy beta giao cảm thì bây giờ nó không giống thế nữa, mà nó là gì? Là statin, là thay đổi lối sống. Đấy là quan trọng nhất. Và sau đó tùy theo việc bệnh nhân còn triệu chứng hay không, lúc đó mới bắt đầu cân nhắc cho chạy beta hay không. Còn đương nhiên nếu có suy tim, đấy là một chỉ định khác, đúng không? Và chính vì thế, trước đây chúng ta có cái món điều trị nội khoa tối ưu cho bệnh lý mạch vành là A, B, C, D, E. Thì bây giờ tôi bôi đen lại hai chỗ là aspirin và beta giao cảm. Tại nó không còn là cái thứ thuốc làm thay đổi về mặt tiết lượng nữa, nó chỉ là vấn đề thay đổi về mặt gì? Về mặt triệu chứng. Thế thì đến cái món số 2 là các món thay đổi về triệu chứng thế nào? Thì có rất nhiều thứ thuốc chạy beta, chạy kênh canxi, nitroglycerin, lanolazin
Reatimetazidine vân vân. Thì với những thứ thuốc như thế này thì chúng ta chia làm hai nhóm, một thứ thuốc gọi là first line và second line, tức là thuốc đầu tay và thuốc số 2. Thì liệu điều đấy còn đúng hay không? Thì xin thưa, cho đến thời điểm hiện tại nó không hoàn toàn đúng như thế nữa. Mặc dù về mặt kinh điển người ta vẫn chia cái nhóm đầu tay là gì ạ? Là chạy beta giao cảm verapamil, chlorpiridine nitrat, nhóm thứ hai tức là ivalradine, ranolazine, nicoranin, trimetazidine. Nhưng xin thưa là về mặt bằng chứng thì chưa chắc mèo nào đã hơn mèo nào đâu. Và vì thế bây giờ không quá quan trọng thuốc nào là đầu tay, thuốc nào là số 2, mà nó là gì, là thói quen, là tác dụng phụ, là cái các bạn quen làm. Và đây là cái bảng lược đồ cho phép các bạn phối hợp các thuốc chữa đau ngực với nhau. Những đường đỏ là đường không nên, tức là bạn phối hợp chạy kênh canxi với chạy beta, chạy kênh canxi với ivalradine để nó làm nhịp chậm quá hoặc là nó giảm co bóp cơ thể quá mức. Còn lại các đường khác là bạn có thể dùng phối hợp, thì bạn sẽ thấy là được dùng lẫn lộn với nhau. Và đây là một vài cái bảng hướng dẫn để cho phép chúng ta lựa chọn các thuốc đau thắt ngực trên một bệnh nhân đau ngực ổn định. Nhớ là chữ là ổn định nhé. Đầu tiên chúng ta có thể dùng nitrat để xịt, rồi tùy theo bệnh nhân có nhồi máu cơ tim từ trước, có suy tim từ trước, có thể dùng chạy beta giao cảm. Nếu mà có huyết áp thì chúng ta ưu tiên chạy kênh canxi, có lại có thắt mạch chạy kênh canxi. Nếu vẫn còn đau ngực nữa, lúc đó bắt đầu chúng ta thêm các cái dòng nitrat, nicoranin, naroazin, ivalradin v.v. tùy theo chúng ta muốn làm, hoặc là chúng ta phối hợp thêm giữa cái câu chuyện là kết hợp thêm giữa việc tái thông mạch vành để chữa đau ngực. Và chúng ta có một gì ạ? Chúng ta có một cái bậc thang điều trị đau ngực. Bên cạnh cái bậc thang xử lý về mặt tái thông mạch vành, chúng ta có rất nhiều các biện pháp khác nhau, từ việc thay đổi lối sống, các cái thuốc có bằng chứng, đến lúc đầu điều trị đau thắt ngực trơ, rồi các cái biện pháp khác, thậm chí là morphine và dẫn dắt của thuốc viện có thể được coi là một biện pháp điều trị ở bậc thang cuối cùng. Lợi ích ít thôi, nhưng nó có thể giải quyết được triệu chứng nếu là thất bại. Thì đấy là cái bậc thang để tùy theo từng bước chúng ta làm. Và có rất nhiều món khác nhau. Thế thì trong đó có một thứ rất quan trọng là chúng ta phải kiểm soát được nhịp tim, bởi vì nhịp tim là yếu tố làm tăng cung cầu và đồng thời nó làm tăng cái khởi phát gây ra các biến cố. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta có một cái thứ được gọi là tần số tim mục tiêu trong bệnh lý mạch vành mãn tính, loanh quanh ở cái mốc giữa 60-65. Và đó là lý do vì sao chúng ta kết hợp gì ạ? Chạy beta giao cảm với ivalradine, chúng ta kết hợp chạy beta giao cảm với chạy kênh canxi. Vì sao? Bởi vì mỗi một thứ thuốc nó đều có tác dụng phụ. Và nếu tác dụng phụ nhiều quá không tăng liều được thì chúng ta kết hợp với một thuốc khác để đạt được cái tần số tim mục tiêu. Cái này cần phải giải thích cho người bệnh. Tại người bệnh cứ bảo tại sao nhịp tim tôi nó chậm thế? Tim mà bóp chậm này là nó yếu. Nhưng không phải. Đây là tần số tim mục tiêu. Vì sao lại có tần số tim mục tiêu như này? Vì có rất nhiều nghiên cứu chỉ cho chúng ta thấy với tần số tim thế chúng ta yêu cầu nó giảm tử vong. Và đây là điều trị triệu chứng mà. Thì chúng ta cố gắng kết hợp cả hai, điều trị triệu chứng và cũng như là đạt cái mục tiêu nào đó. Phản ứng DHPMI, thì các bạn biết nifedipine là một thuốc được sử dụng trong bệnh mạch vành ổn định. Do nifedipine có một tác dụng là nó chặn kênh canxi L, dẫn đến tác dụng là giãn mạch vành và tăng cung lượng máu mạch vành. Tuy nhiên thì nifedipine có một nhược điểm là nó gây giãn mạch ngoại biên và gây nhịp nhanh do phản xạ bù, và nó không có tác dụng làm chậm nhịp tim giống như verapamil hay là diazem. Cho nên trên bệnh nhân sử dụng nifedipine, các bạn cần tốt nhất là nên kiểm soát nhịp tim tối ưu từ 65 đến 70 lần phút cho bệnh nhân. Và thuốc nebivolol sao? Nebivolol là một thuốc thuộc nhóm beta 1 selective, là chọn lọc trên beta 1. Nó sẽ có tác dụng hạ áp mạnh, chậm nhịp tim mạnh. Ngoài ra thì nó cũng có tác dụng là giải phóng NO gây giãn mạch vành. Thì rất thích hợp trên bệnh nhân này. Do đơn thuốc này có sử dụng vasopressin nên mình sẽ nói một chút về nghịch lý ARBMI. Sau này người ta các nghiên cứu lại chỉ ra rằng thuốc ARB lại có gây tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim khoảng 12%. Thì các bạn biết angiotensin sẽ tác dụng vào receptor AT1 và AT2. Trong đó gây tác dụng có hại nhất là khi tác dụng vào receptor AT1. Thì thuốc ARB sẽ ức chế cạnh tranh tại thủ thể AT1. Vì thế cơ thể sẽ phản ứng bù lại bằng cách tăng cái nồng độ angiotensin 2 lên gấp nhiều lần. Và khi tăng nồng độ angiotensin 2 lên gấp nhiều lần thì khi đó cái tác dụng vào receptor AT2 lại có tác dụng là kích thích tăng trưởng xơ hóa và phì đại cơ tim, thứ hai là tăng nguy cơ xơ vữa mạch vành, dẫn tới là nâng nhẹ nguy cơ nhồi máu cơ tim. Và cái vấn đề này đang còn được gây tranh cãi. Cho nên ở đây thuốc sử dụng tốt nhất trong cái bệnh lý này chính là ACE.
Các thuốc ACE thì có một tác dụng phụ, đó là nó có thể gây ho khan hoặc phù do tác dụng của bradykinin. Rồi, bệnh nhân này cần phải kiểm soát những gì? Một là kiểm soát huyết áp, phải đo huyết áp thường xuyên. Trong này có 4 thuốc hạ huyết áp là nebivolol, indapamide, valsartan và nitroglycerin. Cho nên bệnh nhân có thể có nguy cơ bị hạ huyết áp khi đứng và các bạn phải kiểm soát huyết áp thường xuyên. Và huyết áp bệnh nhân đạt được 120/80. Thì theo GNC8 á, thì cái huyết áp mà bệnh nhân cần đạt được á, là khoảng 140/80. Đó. Thì mình sẽ kiểm soát tùy theo các mục tiêu thôi. Nếu đối với ACC 2017 hoặc là châu Âu 2018 á, thì mình sẽ kiểm soát là bé hơn 130/80. Thứ hai, chúng ta sẽ kiểm soát kali máu và natri máu, tại vì thuốc lợi tiểu sẽ làm hạ kali và natri máu, trong khi valsartan và nebivolol là làm tăng kali máu. Thứ ba là như video trước thì nhịp tim cần tối ưu từ 65 đến 70 lần một phút và không tự ý ngưng beta blocker. Và một điều nữa thì bệnh nhân đang bị bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ, cho nên cần phải đưa statin vào trong đơn thuốc.